khi mà chị cúng xong rồi á, chị dẹp đồ ăn vô thì chị thấy đồ ăn nó bị thiêu anh. Cái mâm đồ ăn là mình mới nấu ngày 29. Ví dụ như ở miền Tây thì họ sẽ có thịt kho rượu, thịt kho trứng đó, nấu một cái nồi nè. Mà nấu xong á là nhiều khi mình ăn cả một cái Tết nó vẫn chưa có hư nữa. Nhưng khi mình múc một cái mâm cơm đó ra đó, là cúng xong rồi á ha, cơm, dưa kiệu nè, những cái món giống như là thịt kho, rồi canh này nọ đó, nó thiêu. Nó thiêu giống như là anh để ngoài nắng và cái trời mà oi bức vậy đó. Mà ủa, trong khi người ta ăn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà trong khi cái mâm đồ ăn ở trong nhà thì nó bình thường, nó không có gì hết. Mà những cái mâm ở phía ngoài sân á, nó lại có những cái dấu hiệu mà cơm á, nó nhớt. Giống như cái nồi cơm mà anh nấu anh để 3-4 ngày mà anh không có bật chế độ hâm á, nó nhớt. Canh cũng vậy luôn, nó có nhớt. Giống như là có ai mà thọc đũa, thọc muỗng dơ vô đó đó. Và đó là những cái dấu hiệu chung khi mà mình cúng kiến cho vong hồn á, mà đồ ăn mình nó bị ôi thiêu đó kìa. Có thể làm người ta đã nhúng tay vô, có cái sự ăn của người ta trong đó. Thì em biết chị cũng rất là sợ, tại vì trước giờ chị chưa bao giờ thấy được cảnh này. Và đặc biệt á, chị nói là từ cái ngày mà chị cúng cho tới nguyên cái Tết đó luôn á, là chị cảm giác giống như là trong nhà của chị có cái sự hiện diện của một cái người nào đó vậy á. Lấy cái máy chụp hình ra chụp, giống như là không có chụp ở ngoài đường, tại vì cái máy chụp hình rất là lâu rồi, chỉ mang nó chỉ chụp chơi thôi, coi có nó còn hoạt động hay không. Thì vô tình chỉ chụp trong một cái góc phòng của chị á, chị thấy cái bóng dáng của một cái người. Đây là một cái bóng, à, chị có gửi cho em một cái tấm hình, nhưng mà do lâu quá cái Zalo á nó xóa, em không có xem được cái tấm hình đó nữa. Tuy nhiên em nhớ là cái góc phòng, giống như là cái góc này đi, nó có cái cửa sổ, thì chị đứng chị chụp một cái đứa em trai của chị đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh ở trong phòng. Chụp anh giống như là mình bị ao nét anh. Ao nét, tuy nhiên xem cái tấm ảnh nó lại rồi thì cái người phía sau cái đứa em trai của chị này á cao hơn người em trai, bay lên phía trên. Bay lên phía trên mà cái bóng này là một cái bóng không phải màu đen, giống như là một cái làn khói vậy đó. Tuy nhiên anh nhìn á thì anh thấy là họ có đầu, có tay, nhưng mà không thấy cái phần dưới của họ, tại vì họ đã lên phía trên rồi. Em cố gắng em nhìn cái tấm hình đó đó thì em mới nói với chị đó, ủa chị kiểm tra kỹ đi, có khi nào cái tấm hình mình chụp bị ao nét á, rồi cái giống như là đây là cái bóng của em chị á, giống như là mình giật cái máy ảnh lên xuống á. Nhưng không phải, tại vì lúc đó em trai của chị này đang đứng giang tay ra, mà cái bóng này đâu có giang tay.